Vào thuở In the sáng beginning, thế, Đức God Chúa Trời created tạo the nên vũ trụ universe và and a trái đất. planet called Earth. Con người được Humans dựng were nên formed theo hình in ảnh God's Đức Chúa image Trời to để continue tiếp tục God's công việc work. của Ngài. Nhưng But rồi soon, sau đó, con người quyết định sống humans theo decided ý we want to riêng live của our mình way, thay vì not theo ý God's. muốn của Chúa, Selfishness sự ích kỷ và and tranh chấp đầy rẫy khắp thế gian. So Vậy nên, Chúa quyết định bắt đầu lại mọi thứ từ một gia đình. Và Chúa đã thiết lập giao ước với một người đàn ông tên là Abraham. Vùng đất ngươi thấy xung quanh sẽ thuộc về ngươi. Dòng dõi của ngươi sẽ trở thành phước lớn cho toàn nhân loại. Và chỉ sau vài thế hệ, dòng dõi của ông đã phát triển thành một dân tộc lớn tên Israel. Người Ai Cập trở nên sợ hãi vì sự phát triển đó nên đã bắt dân Israel trở thành nô lệ của họ. Thông qua một người lãnh đạo khiêm nhường tên là Môi-se, Chúa đã dẫn dắt Israel rời bỏ Ai Cập để đến vùng đất hứa. Trên đường đi, Chúa cho dân Israel luật lệ và điều răn để giúp họ đi theo đường lối của Chúa. Cuối cùng, sau 40 năm than vãn và chật vật trong hoang mạc, dân Israel đã được trở về nhà tại vùng đất hứa. Sau khi thắng trận trước kẻ thù, người dân thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng không lâu sau đó, họ quay lưng lại với Chúa và sống theo ý riêng của họ. Điều này cứ tiếp diễn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quan xét vĩ đại nhất trong lịch sử dân Israel là Samuel. Ông đi theo đường lối của Chúa và phán lời Ngài cho dân sự với tư cách của một nhà tiên tri. Ông bảo dân Israel rằng Đức Chúa Trời là vị vua duy nhất mà họ cần. Nhưng họ quyết định sống giống như những dân tộc đồi bại khác xung quanh họ và kiên quyết rằng họ muốn có một vị vua bằng xương bằng thịt mà họ có thể thấy được như những dân tộc khác để cai trị họ. Vậy nên, Samuel đã tìm ra một người tên Saul để trở thành vua đầu tiên của Israel. Khởi đầu, ông cai trị rất tốt. Nhưng sau đó, Saul không đi theo đường lối của Chúa nữa mà phạm phải rất nhiều sai lầm. Vậy nên, Samuel nói với Saul rằng, bởi vì ngươi đã quay lưng lại với Chúa, Chúa đã bác bỏ ngươi làm vua của Israel. Sau đó, Samuel tìm kiếm một vị vua khác và ông đã tìm ra một cậu thanh niên chăn cừu đầy dũng cảm tên David. Khi David trở thành vua, Chúa chúc phước đất nước Israel trở thành một dân tộc hùng mạnh. Nhưng David không hề hoàn hảo. Ông đã quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ đã có chồng và ông còn phạm tội giết người để giấu nhẹ sự việc đó. Nhưng sâu trong thâm tâm, David luôn yêu mến Đức Chúa Trời và vẫn luôn sẵn sàng quay trở về với Ngài. Được biết đến như một thi sĩ, ông đã sáng tác nhiều bài hát cho Chúa được biết đến với tên gọi Thi Thiên. Chúng chứa đựng những tâm tư, tình cảm, lời cầu nguyện, những đấu tranh cũng như lời cảm tạ của ông dành cho Chúa. Sau nhiều năm làm vua, David nhường ngôi lại cho con ông là Salomon. Chúa cũng cho ông biết rằng một ngày nào đó, một hậu duệ của ông sẽ cai trị một đất nước không bao giờ bị tàn lụi. Salomon kế tự cha mình và trở thành vị vua giàu có nhất trong lịch sử của Israel. Được chúc phước với sự thông thái, Salomon đã viết nên sách châm ngôn và dựng nên một đền thánh khổng lồ để nhắc nhở dân sự về sự hiện diện của Chúa luôn ở giữa họ. Nhưng sau đó, Salomon cũng rời xa Chúa. Ông cưới những người phụ nữ của các dân khác và để họ dẫn dụ mình thờ phượng các thần khác. Sau đó, chiến tranh nội bộ nổ ra, chia cắt đất nước thành hai phần, phía Bắc là Israel, phía Nam là Judah. Không lâu sau đó, cả hai đất nước đều bị thống trị dưới những vị vua đồi bại không đi theo đường lối Chúa. Trong khoảng thời gian ấy, những nhà tiên tri được gửi đến như những sứ giả đưa tin, kêu gọi dân Israel phải quay trở về với Chúa. Họ cảnh báo dân sự về những hậu quả khủng khiếp sẽ xảy đến. Tiên tri Eli, một nhà tiên tri thông thái, đã lật tẩy những tiên tri giả khi kêu cầu Chúa cho dân sự thấy quyền năng mạnh mẽ của Ngài qua lửa. Sau đó, tiên tri Elise đã đi theo tiên tri Eli, đã làm một cậu bé sống lại chỉ bằng cách làm cậu bé hắt xì. Những vị tiên tri này đã đến để thách thức dân Israel, cũng như vua của họ, và kêu gọi họ quay lại đường lối tốt đẹp của Chúa. Tuy nhiên, dân sự vẫn không nghe lời. Khi dân sự đang bị lu mờ bởi những hành động đồi bại của chính mình, những nước láng giềng đã nhân cơ hội tấn công và xâm chiếm cả Israel lẫn Judah. Dân sự của Chúa bị buộc phải rời xa vùng đất hứa, và một lần nữa, dân sự đã bị bắt làm nô lệ. Đền thánh bị phá hủy, và dân sự mất hết mọi thứ. Thời gian này được gọi là thời kỳ lưu vong, khi nhiều người Israel giờ được gọi là người Do Thái, phải bị phân tán và đầy ải ở nhiều nơi. Một tiên tri tên Daniel đã được gửi đến thành phố tên Babylon. Luật ở đó yêu cầu mọi người chỉ được thờ phượng vua Babylon. Nhưng Daniel không tuân theo và vẫn thờ phượng Chúa một ngày ba lần. Vậy nên, ông đã bị quăng vào một hang đầy sư tử. Nhưng Chúa đã bịt miệng của những con sư tử, và Daniel không hề bị thương tích gì, dù chỉ một vết xước. Dù bị tản lạc khắp nơi, Chúa vẫn chăm xem dân Do Thái. Và Ngài cho họ niềm hy vọng khi phán với dân sự thông qua tiên tri Jeremy, ta sẽ lập một giao ước mới với dân Israel. Ta sẽ dẫn dắt họ quay về vùng đất hứa và lấy đầy tâm trí họ đường lối của ta. 60 năm sau đó, niềm hy vọng này được dấy lên. Vương quốc Ba Tư đã giải phóng người Do Thái để họ quay về vùng đất hứa.
Một nhóm nhỏ đã nhóm họp lại thủ phủ của Jerusalem và một ngôi đền nhỏ đã được dựng nên dưới sự lãnh đạo của Ezra. Được hợp nhất lại, họ vui mừng và la hét trong sự vui mừng. Nhưng những người cao tuổi thì khóc và nhớ lại những gì họ đã mất. Các tiên tri như Malachi và Esai đã chỉ cho họ thấy tương lai về vị vua sẽ đến, một đấng cứu thế, người sẽ khôi phục lại tất cả mọi thứ và mang đến sự hòa bình cho đất nước. Vậy là dân Do Thái chờ đợi và hy vọng. Và Chúa đã không phán với lời Ngài qua các tiên tri trong vòng 400 năm.